chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ark gaming online mà nói quay lại thì chưa đúng tại vì có thể là những bạn mới thi thôi thì không dài dòng nữa thì cái video này á là hôm nay là mình muốn làm ra một cái video để hướng dẫn cho những cái bạn mà mới biết chơi ark học chơi ark hoặc là chưa chơi ark bao giờ bây giờ muốn học chơi thì bây giờ mình sẽ làm một video hướng dẫn từ căn bản từ đầu tiên luôn từ cái bước vào game như thế nào để cho bạn sẽ dễ tìm hiểu hơn tại vì um, trước đây mình chơi với một số thanh niên thì những thanh niên đó là chưa biết chơi ark những cái công đoạn cơ bản thì cũng không biết làm như thế nào, không biết farm như thế nào, rồi không biết bắt khủng long như thế nào, rồi nghe nói là bắt khủng long bằng thịt thường, đó cho nên bây giờ mình sẽ lập ra một cái series này để hướng dẫn các bạn ngay từ những cái bước đầu tiên làm như thế nào như thế nào, thì đó là những kinh nghiệm mình biết mình có thể chia sẻ các bạn, có thể những bạn nào mà chơi lâu rồi biết rồi thì um, có thể đóng góp để sửa cho mình những cái mà điểm mình không làm không đúng. Đó rồi chứ không phải là cái gì mình cũng biết hết đâu uh, mà nói chung á là video này mình hướng dẫn cho những các bạn mà mới học chơi còn những bạn nào á mà đã rành rồi thì cần gì xem cái này để đóng góp để sửa chữa đúng không rồi bắt đầu từ giao diện game khi mà vào game các bạn thấy không những cái dòng này đó những dòng này thì uh, hầu như là nếu mà bạn thường xuyên chơi game offline thì nhìn vô là biết hết rồi đúng không nhưng mà có những bạn mà lần đầu tiên tiếp cận game thì sẽ không biết không biết là vào game như thế nào thì cũng giống như mình đó lần đầu tiên mình tiếp cận mình chơi ADK mình ngu lắm rồi thì mình sẽ chỉ cho bạn nè dòng đầu tiên nhấp vào thì đây nó sẽ hiện ra cái giao diện này đúng không thì đây chính là những cái server danh sách những cái server chơi online chơi online rồi mình sẽ để lại như cũ cho nó thì mình đã lúc nãy mình đã nhấp qua rồi khi mà nhấp vào đây khi mà nhấp vào đây các bạn thấy không, nó sẽ hiện ra một cái danh sách này Thì um, đây là cái danh sách hiển thị những server bạn chơi online Thì đầu tiên các bạn thấy ở dòng này thì dòng này tìm kiếm thôi Nó thì ai cũng biết rồi đó là tìm kiếm tên server Rồi dòng thứ hai đó là map Thì nó, nó, nó mặc định nó sẽ để là on map Thì uh, thì uh, nếu mà bạn muốn chơi một server, thí dụ như một cái bản đồ, thí dụ như bản đồ đời Island thì bạn thích chơi bản đồ đó bạn chỉ nhấp vào đời island thì nó sẽ ra những cái tất cả những cái server chỉ ở cái map đời island đó các bạn thấy không Nhưng nói chung á, là mình khuyên các bạn nếu các bạn nào mới học chơi thì đừng có quan tâm đến những cái map này rất là khó sống chẳng hạn như đời center rana rock nè đó thì nó nó khó sống lắm nên là mình khuyên bạn mới học chơi cứ chơi ở đời island cho nó dễ nhưng mà map đó thì nghèo tài nguyên lắm uhm, nói chung map căn bản mà rồi thì Đến dòng thứ hai là game mode. Thì đầu tiên nó sẽ để dòng đầu tiên thì nó sẽ là on mode. Dòng thứ hai là PVP, dòng thứ ba là PvE. Và mình khuyên các bạn nào mới chơi ARK thì đừng có chọn vào PVP. Bởi vì người đấu với người bạn vô đó thì bị người ta chà đạp thì bạn sẽ ức chế bằng bỏ game ngay thôi. À, cũng giống như rồi mình sẽ không ví dụ dòng chiền đó là mình sẽ để đó mình sẽ nói sao thì à, bạn hãy chọn vào PvE thì các bạn thấy không? thì nó sẽ hiện ra danh sách những máy chủ chỉ là BVE đây là dòng mod đó BVE thì BVE các bạn vào đó để chơi offline, ở chơi online nhưng mà không không có chiến đấu với người các bộ tộc khác các bạn chỉ việc vào đó là kiếm một mảnh đất để mình xây nhà bắt khủng long thôi rồi đến dòng thứ ba thì nó sẽ hiển thị theo cái gì bạn muốn hiển thị theo cái gì đầu tiên nó sẽ ưu tiên cho binh bởi vì binh server là một thứ rất quan trọng thì mặc dù cái máy chủ lắc quá mình chơi không được ức chế nên là nó sẽ ưu tiên cho binh rồi nói là dòng thứ đầu tiên thì nó sẽ nem thì nó sẽ hiển thị theo tên đó là hiển thị theo tên là theo thứ tự thì a b c d e f g h bà nội gì đó rồi dòng thứ hai là layer thì nó sẽ hiển thị theo cái số người chơi trong một cái máy chủ thì nó sẽ, ví dụ như cái máy chủ đó là 40 người có bốn người đang online thì máy chủ đó được nhiều người chơi nó sẽ đưa lên đầu tiên Ừ, tại vì những cái máy chủ mà có nhiều người chơi á, thì nó cũng khá là vui nhưng mà nhiều khi bạn chơi be mà máy chủ đông quá thì bạn vô đó bạn không có đất để xây nhà rồi cái dòng binh này mình đã nói rồi thì mình sẽ bỏ qua còn đây cái dòng đây là ngày thì nó sẽ hiển thị theo thứ tự từ nhỏ đến lớn có nghĩa là bạn chọn vào đây thì nó sẽ hiển thị theo những cái server á, mà theo từ cái ngày thấp đến cao thì bạn chơi bve hay bb mà mình khuyên các bạn cứ chơi những server mà ngày nó thấp thì bạn sẽ có nhiều đất để xây nhà hơn cũng như là bạn dễ sống hơn rồi nhưng mà ưu tiên hàng đầu vẫn là binh tại vì lắc rồi chơi nó khó lắm rồi mấy cái giao điện này không cần quan tâm đừng quan tâm đến cái này nữa à, đến cái dòng ở đây phải không? thì những cái dòng này nè thì dòng đầu tiên đây là những cái server chính thức của nó đây là hình như là những cái server đây là những server mod thì phải mình nhớ không rõ nữa mình nhớ không rõ nói chung là bạn đừng có quan tâm đến những server này đây 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 mới đúng là những server mod nè nhưng mà các bạn đừng quan tâm đến cái server này còn dưới đây là non đi đây khi đi đây khi xanh gì á season gì đó mình không biết tiếng anh mình ngu lắm nói chung là những cái server đây là cái một cái máy chủ nhỏ dành cho bạn lập ra để chơi chung với bạn bè thì bạn có thể là chơi chung được với bốn người nói chung là bạn lập này ra binh nó thấp lắm có chín binh có chín mét trên dây nó không có lắc nhưng mà chỉ là bạn bè chơi với nhau thôi đó là dành cho những người mà có bạn bè và muốn học chơi thì chơi theo cái kiểu mà non đi đây nó sẽ tốt hơn và cái phần này thì mình sẽ non đề đây cây season mình không biết đọc mình chả biết nó là gì hết rồi dài dòng quá cuối đến là các bạn đừng có quan tâm tới này Tại vì đấy, những danh sách yêu thích này là những server của bạn đi Thôi cái này okay, về sau các bạn sẽ tự biết Còn LAN là bạn có thể lập ra một server LAN Thì điều này bạn phải, phải cần tạo ra một server đúng không Mà nó hiển thị là không Tức là ở nhà mình có mình mình Mạng mình thì đâu có ai LAN này chỉ phù hợp với bạn chơi nào ở tiệm net đó, Thì uh, có ông chủ tiệm net nào mà tốt bụng Thì có thể lập ra một server LAN Để cho um, 20 người cùng chơi chung rồi trở lại với uh, server chính thức vậy thôi các bạn cứ quan tâm đến những server chính thức đi cũng có thể là non đi đây uh, non uh, non đề đây cái tay say gì á rồi được rồi thì để vào một server bạn thích ví dụ như bạn thích server nè bạn nhớ tên đi, còn không là bạn hãy chụp hình lại bạn chụp hình lại để sau này bạn nhớ nhiều khi uh, bạn xóa game này cài lại cái nó nó không hiển thị cái này nữa thì bạn quên bạn quên tên server bạn không biết thì chắc ăn bạn cứ chụp hình chụp hình server lại để cho nhớ đúng không rồi cái dòng này là giàu nhanh thôi bây giờ mình chưa có một server nào nên là chưa có để giàu nhanh thì bạn nhấp vào dòng này thì nó sẽ đi vào game còn dòng này reset tức là nó sẽ reset server lại đây các bạn thấy không khi reset nè ba server 4 server lúc này nó sẽ reset lại để hiển thị việc nó sẽ hiển thị server ra cho mình đó cái dòng này thì nó đang tìm kiếm thôi còn cái dòng này là bạn ạt vào cái danh sách bạn yêu thích á ủa này dòng reset rồi dòng này là thoát ra rồi nãy giờ mình nói về phần online đúng không nãy giờ mình đã nói về phần online rồi thì đến bây giờ mình sẽ nói về cái phần offline đó là hot local rồi nhấp vào đây bạn thấy giao diện như thế nào đó là đầu tiên bạn thấy giao diện này đúng không đây là những cái phần bạn có thể chỉnh những cái thông số trong server của bạn rồi đó bạn chỉnh server đây là bạn chơi offline đây là bạn chỉ chơi offline thôi thì có thể bạn tạo ra đó lúc nãy mình có nói về uh, hot non đề đây cái test season gì á test season thì đây là bạn nhấp vào đây thì bạn có thể tạo ra một cái máy chủ nhỏ và bạn có thể chơi chung với bạn bè mình bốn người đúng không uhm, về cái phần mà chỉnh thông số server mình sẽ nói sau nhưng mà cái đầu tiên bạn chỉ cần biết là như thế này bạn chỉ cần biết là như thế này nếu bạn muốn chơi chỉ chơi một mình để học chơi á hoặc là rủ thêm bạn để chơi trong hot non thì đây cái á thì uh, đừng uh, đây là hardcore mod thì nó khó lắm đây bạn hãy tìm cho mình đây Show map layer Đó show map layer local á Thì um, nhấp vào dòng đó Rồi bạn nhấp qua cái dòng thứ hai này nè Nhấp qua cái dòng thứ hai này bạn kéo đến gần như là cuối cùng Đó gần như cuối cùng bạn có thể thấy là show dam test này Tích vô cái dòng này Đó cho nó hiện cái dấu chết lên rồi xong Như vậy là bạn đã hiện thị dam của bạn khi mà bạn đánh vô một con thú hay là một con thú đánh vào bạn nó sẽ mất bao nhiêu máu bạn sẽ biết còn về những cái phần mà chỉnh thông số server này mình sẽ dành ra một video riêng để nói cho các bạn. Rồi rồi cái này thì mình sẽ nói sau tại vì bây giờ nếu mình nói chung vô nó sẽ rất là rối cho các bạn đúng không? À, được rồi, các bạn chỉ cần quan tâm đến bao nhiêu đó thì qua tới cái bảng này gọi là cái bảng đi cho nó dễ đúng không? Đây là cái bảng mà cái 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 bản đồ bạn có thể chọn vào đây để chọn cái bản đồ bạn muốn chơi thì căn bản vẫn là đời island mình nói rồi đúng không cái bản đồ này là bản đồ căn bản và dễ chơi nhất nếu ai chưa biết chơi thì cứ chơi vào đây mà chơi thôi ừ, còn đây là cái bản đồ sa mạc nó khá là khó sống nhiều khi bạn mới vào sa mạc bạn sẽ bị sốc và không biết sống như thế nào Ở đây là aberration thì đây là ba cái server chính thức nè ba cái server chính thức của nó Và bạn phải bỏ tiền ra mua thì chỉ có đời island là miễn phí đây là cái map tùy chỉnh của game thì nó tạo ra thì có runner rock và đời center nhưng mà tương đối thì The Center nó khá là khó sống Ragnarok thì nó cũng được được Nhưng mà mình khuyên bạn cứ chơi ở The Island Rồi kế đến Đó là layer single layer thì nhấp vào dòng này Bạn có thể được chơi, bạn có thể chơi một mình bạn Đó đúng không? Bạn có thể chơi một mình Còn nhấp vào dòng này là bạn sẽ tạo ra một cái server Một cái server chuyên dụng bạn sẽ có thể lập ra một cái máy chủ chuyên dụng nó dạng như nó lớn hơn á, để cho nhiều người cùng chơi nhưng mà nó rất là nặng Nên là bạn đừng quan tâm đến nó thì khi nhà bạn có điều kiện thì bạn lập ra một cái hệ thống máy chạy có chip server main server thì bạn cứ thoải mái bạn xài mấy máy tính bình thường có i5 có i3 i7 chạy một ngày là lắc liền rồi đó là dòng này thì mình chưa thử bao giờ mình chưa thử bao giờ nên mình không nói được đây là hot non đề đây cái tay season uh, dòng này là bạn nhấp vào đây đúng không bạn hãy nhấp vào dòng này thì bắt đầu nó sẽ lót game um, thì cái dòng này á, là nó sẽ tạo ra một cái máy chủ nhỏ Một cái máy chủ nhỏ bao gồm có thể bốn người chơi Và khi bạn tạo ra một máy chủ này thì cách vào như thế nào đây Cách vào như thế nào khi mà bạn đã tạo ra một máy chủ nhỏ đúng không Nhấp vào dòng này và vào game Thì sau khi vào game xong bạn muốn rủ bạn bè bạn cùng chơi thì hãy nhấp vào dòng này đó nhấp vào dòng đầu tiên sau đó hãy kéo xuống đây nhấp vào dòng này đây non đề đây cái test season gì á test season lúc này nó sẽ hiển thị ra những cái tên mà uh, những cái server thì bạn thấy đúng không ví dụ như cái bạn cái bạn của bạn á ví dụ tên là cà văn lỏ thì nó sẽ hiện lên đây là cái phòng cà văn lõ nhấp vào đây rồi join game thôi rồi xong nó đơn giản là như vậy đó Uh, thì uh, rồi trở lại với phần hot local thì để vào game bạn nhấp vào si layer uh, lay single layer uh, để chơi một mình và bạn quan tâm đến một cái thứ hai đó là hot non để để cái thì để, để chơi với bạn bè các bạn trong một cái máy chủ nhỏ rồi có thể cùng bạn bè cùng chơi thì nó sẽ vui hơn và mình khuyên bạn á mình khuyên các bạn là khi mà chơi thì cố gắng rủ thêm được dụ thêm được đứa nào cứ dụ đi dụ thêm được đứa nào cứ dụ chứ bạn chơi một mình nhiều khi nó không vui mà khi mà chơi hai ba người vô á nó rất là có rất là nhiều cái để nó 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 vui rồi đến cái bảng thứ ba cái bảng thứ ba là cái bảng mà về mod cái bảng về mod thì nói về mod thì các bạn là những cái người mà mới học chơi ARK thì đừng có quan tâm đến cái này nó nó không có uh, uh, giúp bạn chơi tốt hơn mà nó sẽ hại não các bạn thì nó sẽ ngay cái nó 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 gọi là sao nó sẽ hay nạo cho các bạn ngay từ cái bước đầu tiên vào game ừ, quan tâm tới nó làm gì tốn thời gian thì giờ sau mình sẽ có một video nói riêng về nó à, rồi ở đây thì mình chơi một mình nên mình sẽ nhấp vào lay single layer để chơi một mình và đầu tiên các bạn vào sẽ tạo nhân vật rồi mình sẽ đi vào cái bước tạo nhân vật cho các bạn xem đầu tiên đây là giao diện là nhân vật nam Bên đây là nhân vật nữ Thì đầu tiên tại tụi nó chưa ra tóc hết thôi á Rồi đó đúng không Bạn Đây là nhân vật nam Đây là nhân vật nữ Rồi cái phần này là bạn có thể seo lại Còn phần này là um, Mình ít ít cho sử dụng này Mình không quan tâm Còn bạn nhấp vào đây nè Nhấp vào đây thì nó sẽ cho ra một nhân vật bất kỳ Thì uh, nếu bạn không biết tạo nhân vật thế nào Thì bạn nhấp vào đây đi Nó sẽ cho bạn một nhân vật bất kỳ thôi đó Thì uh, tương đối là tụi nó khá là giống nhau thì nó căn bản như vậy thôi có nói chung là nó cho ra những nhân vật rất là xấu thì bạn thích tạo đẹp thì bạn tạo thôi nó cho nhân vật có thể là không đúng theo sở thích của bạn thì rồi các bạn thấy chưa thì thôi thì bỏ qua phần này đi thì mình mình cũng không có tạo nhân vật đâu mình sẽ chỉ với bạn sao còn nhân vật thí dụ như bạn thích á, thì đây là cái đó bạn kéo bạn không biết về cái nó cái nào đó, thì bạn cứ kéo qua kéo lại để bạn xem nó như đây là phần da người ừ, còn phần đây là tóc tóc màu gì đó bạn kéo ra bạn biết rồi thôi đúng không còn cái phần này nhiều khi bạn không để ý đó là màu của mắt á đây là bạn lăn chuột giữa vô để bạn xem đây là màu của mắt nha thì thì đó bạn thấy con mắt nó thay đổi màu rồi cho bạn lưu ý vậy thôi còn những cái kia nào mà bạn không biết bạn cứ kéo vô thôi rồi đến đây là chọn cái khu vực mà bạn hồi sinh đầu tiên để vào game thì đây là zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 gì đó Nhưng mà tại sao? Bạn thấy không? Cái nào mà nó có thể chữ easy tức là nó dễ. E zone 1 easy, đây là cái nơi dễ nhất đến là cái đây. Đó, zone 2 easy. Cái nơi dễ thứ hai đó, vậy thôi. Thì nếu mà bạn đầu tiên, bạn cứ vào cái zone 1 easy đi cho nó uh, dễ chơi tại vì bạn qua những cái chỗ này nè, nhiều khi bạn bị tụi khủng long nó giết bạn hoài thì khó chịu lắm đó bắt đầu tới những cái khu vực gọi là medium đó rồi kéo kéo xuống nữa tới đây uh, là hát đó, uh, đó là khó nhất thì đầu tiên mình chỉ mình khuyên các bạn cứ vào easy đi easy là dễ đó, ch chơi game thì đầu tiên thì chúng ta cứ easy mà game này thì chả easy tí nào không không bao giờ dễ rồi đến đây là survival name thì cũng uh, là tên các bạn thôi bạn mình thì mình thích cà văn lõ thì mình đặt tên cà văn lõ đó rồi nhắm vào dòng này thì bạn tạo một nhân vật mới Dòng thứ hai là bạn có thể download cái nhân vật cũ của bạn Nhưng mà bạn phải lưu rồi trước đó bạn phải lưu thì mới có một nhân vật cũ Thì đầu tiên bạn cứ tạo một nhân vật mới Rồi chấp nhận cái nhân vật này và bạn vào game Thì đến đây thì mình sẽ không hướng dẫn nữa Tại vì mình thấy cảm thấy nhiều đó đã làm cho các bạn rối rồi Các bạn muốn mà tìm hiểu thêm thì các bạn hãy đợi mình ra tiếp tập sau Còn trong cái video này thì mình nói chắc chắn một điều luôn là các bạn khi mà vào game này các bạn sẽ choáng liền, choáng liền choáng là choáng cái gì? Game khá là nặng, các bạn sẽ chơi game cùi đúng không? Thì uh, mình sẽ không nói ở video này tại mình nói ra thì sợ các bạn rối. Uhm, mình nói ra thì sợ các bạn rối đúng không? Thì uh, mình sẽ để dành nó và nói riêng về cho nó về một video sau, nói riêng cho nó về nói riêng uh, về cái độ nặng của game về một video sau cho các bạn hiểu không phải là game cùi hay là tối ưu kém mà mình sẽ mình sẽ bào chữa cho nó không phải là mình yêu thích game mình bào chữa nhưng mà mình nói những gì mình hiểu và mình cảm thấy đúng mình sẽ bào chữa cho nó cho các bạn hiểu ha rồi thì video này đến đây đã làm các bạn rối não rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn và hẹn gặp lại Bye bye, buồn ngủ quá.